Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip chia sẻ cho các bạn về một cái chủ đề rất là hot. Chủ đề này đảm bảo rằng các bạn rất là quan tâm. Thì vừa rồi rất là nhiều bạn đã hối mình làm một cái clip này. Và mình đã nói là làm cái clip này mất thời gian. Nên là ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm clip này để chia sẻ cho các bạn. Thì ngày hôm nay clip này với chủ đề gì? Thì xin mời các bạn hãy xem mình, không gian của mình đây. Mình đang ngồi ở một căn bếp. Và mình sẽ hôm nay sẽ làm một cái món rất đặc biệt để cho chia sẻ cho các bạn. Ok, thì xin mời các bạn hãy xem mình để chuẩn bị một cái món ăn. Một cái món thì chúng ta cần những nguyên liệu gì? Thì xin mời các bạn. Đầu tiên chính là nước mắm. Tiếp theo đó là bột ngọt. Đó. Và tiếp theo nữa, nó là một quả trứng. Một quả trứng nhá. Rồi một cái chai này chai nhựa không. Đó. Một cái máy xay sinh tố. Ok. Thì xin mời các bạn đoán xem là mình sẽ làm một món gì. Nói đùa với các bạn vậy thôi. Chứ ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một clip là làm về vi sinh để phục vụ trong quá trình nuôi cá cảnh các bạn nhé. Thì vấn đề mà làm vi sinh ấy thì rất là nhiều anh em đón nhận và rất là nhiều anh em háo hức mong mình ra cái clip này. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip này để chia sẻ cho các bạn. Thì nguyên liệu để làm ra vi sinh thì các bạn biết sao, thì cần một cái chai để đựng này. Đây là cái chai 5 lít. Thì mình sẽ dùng cái chai 5 lít này để mình làm. Đó. Và một trái trứng. Và chai nước mắm. Và ít mùi chính. Và không thiếu một tầm quan trọng, đó là chính là cái chai vi sinh. Thì đây là vi sinh này, là vi sinh mình tự làm của đợt trước. Thì đây là cái con vi sinh này ở trong chai này, thì bây giờ mình gọi là con giống, để tí nữa mình nhân bản nó ra thành một cái chai 5 lít. Mai mốt nó sẽ thành những cái con vi sinh như thế này, ở trong một cái chai 5 lít này rất là nhiều. Và một chai này thì dùng cả năm không hết nhé. Ok, đây là hai chai vi sinh luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm, nhưng mà tỷ lệ như thế nào ấy thì trong quá trình mình làm mình sẽ nói. Và mình ở trên cái màn hình của các bạn đang xem ấy, thì mình sẽ ghi chú lại là tỷ lệ như thế nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cho các bạn cùng xem. Nhưng trước tiên thì bây giờ mình sẽ phải lấy cái nước vào đây. Thì với cái để mà cái nước ở đấy thì các bạn lấy nước nào để mà làm. Thứ nhất là nước không tên, cái nước máy các bạn để hết vào lo đi. Hoặc là cái nước mà ở trong hồ cá của các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy trong hồ cá các bạn nhé, nước ở trong hồ cá. Và sau đây thì mình xin được phép lấy cái nước ở trong hồ cá này vào cái chai này các bạn nhé. Mình cho hẳn cái chai này xuống mình lấy nước luôn. Thì bây giờ mình cho nước gần đến đây thôi. Xong tí nữa mình đổ cái nguyên liệu vào đây thì bắt đầu mình mới đổ thêm nước cho nó đầy. Chứ bây giờ đổ đầy tí nữa nó đầy quá thì mình không chỉnh được. Bây giờ mình lấy gần đầy thôi. Đấy, bây giờ mình lấy gần đây thôi. Chút nữa mình đổ nguyên liệu vào đây xong, bắt đầu còn bao nhiêu thì mình sẽ đổ thêm cái nước cái hồ này vào đây. Và đây là cái chai nước mà mình đã lấy ở trong cái hồ cá của mình ra xong. Ok, thì mình để tạm ra đây đi. Và bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn cái tỷ lệ nhé. Đấy, thì một cái chai 5 lít như thế này. Đấy, thì nước mình dùng là 5 lít. Đấy, nước là có thể là lấy nước máy để bớt phở lo hoặc là nước trong hồ cá. Ok. Cái thứ hai là một trái trứng gà hoặc là một trái trứng vịt đều được. Rồi. Đây là trái trứng sống nha các bạn. Không phải luộc chín nhá, trái trứng sống. Còn mắm thì 3 thìa mắm. Bột ngọt thì 1 muỗng. Ok. Còn nếu cái này bột ngọt nếu các bạn không có thì không cần bột ngọt cũng được. Còn bột ngọt thì cho 1 muỗng thôi, hoặc là không cần cũng được, không có cũng được nhé. Đấy, con giống thì 500ml. Con giống thì đây là cái chai này đúng là 500ml này. Nhưng mà mình sẽ, bởi vì mình làm ra nên nó hơi khá nhiều nên mình không thành vấn đề. Thì để cho nó tốc độ nó nhanh thì mình sẽ cho một chai này và gần một nửa chai này nữa cho nó ok. Cho nó tốc độ, cho nó phục hồi để tái tạo cái con này nó nhanh. Ok, thì tỷ lệ như vậy thôi. Còn chi tiết như thế nào thì mình sẽ ghi lên trên màn hình cho các bạn tham khảo. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Ok.
Đây là cái chai để đựng sinh tố này các bạn, để xay sinh tố nhé. Bây giờ mình sẽ đập một trái trứng này vào đây, một trái trứng sống, cả vỏ luôn các bạn, để cả vỏ luôn, để cả vỏ luôn. Ok, mình để cả vỏ luôn. Rồi còn mắm thì ba thìa mắm, mình sẽ cho 3 thìa mắm này vào. Mắm này là mắm gì cũng được, cái mắm ăn bình thường đấy các bạn, mắm cá cơm hay mắm nam ngư hay là mắm gì cũng được, miễn sao là mắm là được. Cho 3 thìa, một thìa các bạn này, 2 thìa, 3 thìa. Ok, mắm là 3 thìa là được rồi. Mì chính thì bột ngọt đấy, thì mình cho một thìa như thế này, hoặc là không có cũng được các bạn nhé, nhưng mình cho một thìa. Rồi vậy thôi, chút nữa đi, một thìa này hoặc không có cũng được. Thì bây giờ mình sẽ đưa vào, mình xay đều cái này lên, mình sẽ xay đều cái này lên các bạn nhé. Trứng cả vỏ luôn, cho vào máy xịt tố. Ok, và bây giờ thì chúng ta được một hỗn hợp thức ăn. Đây là hỗn hợp thức ăn, thì cái thức ăn này nó chính là cái dinh dưỡng để nuôi cho cái con vi sinh này nó phát triển các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đổ thức ăn này vào trong cái chai này. Đây, mình đổ, sẽ đổ thức ăn hết, đổ hết luôn. Đổ hết luôn vào đây các bạn nhé. Các bạn nhìn này, nước trong này, bây giờ đổ vào thì nó sẽ đục 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 lên, giống như kem ấy. Cái này sữa à, trái trứng mà đánh lên thì nó giống như là kem, mình đánh kem ngày xưa ấy. Đổ ít nước ở đây để chá, xong đổ vào luôn. Rồi, rất đơn giản đúng không các bạn? Chỉ cần một thao tác nhỏ thôi, nhưng chúng ta có một cái sản phẩm rất là hữu ích cho nuôi cá, đó là vi sinh. Rồi thì bây giờ chúng ta đã có một cái dung dịch, thì đây là cái thức ăn ở của nó này các bạn này. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình đổ con vi sinh này vào trong này. Mùi cực kỳ khắm, mùi mắm tôm khắm lắm, ngửi không được luôn đấy. Quên, để mình lắc nó lên, lắc đều nó lên. Các bạn thấy đầu tiên đấy là màu nó là màu trắng, trắng gạo nhé, trắng gạo. Thì chút nữa mình đổ vào thì nó sẽ chuyển sang màu hồng, hồng nhạt. Thì bản thân bây giờ cái chai vi sinh là nó đang là một cái màu màu nâu nâu, màu gì kiểu như là kiểu của rượu nho ấy. Màu mắm tôm, đúng, nó chắc là màu mắm tôm đấy các bạn. Nói màu mắm tôm cho nó gần gũi. Mùi khắm lắm, cực kỳ khắm luôn. Mùi này là chống chỉ định ngửi nhé. Đây các bạn thấy mình đổ vào này, 500ml đấy. Đó, mình sẽ đổ thêm nửa chai này nữa để cho nó. Nếu các bạn không có vi sinh thì các bạn đổ 500ml, một chai 5 lít này thì các bạn dùng 500ml con giống thôi. Còn mình đổ thêm vào chút nữa để cho nó nhanh các bạn, cho nó nhanh đạt được ấy. Thì sau khi mà các bạn làm xong cái này thì sáng mai mình sẽ phơi ở trên nắng, và chút nữa mình sẽ nói cho các bạn vì sao. Rồi thế thôi, không cần nhiều. Đây là mình đang cho dư nhá, các bạn cho 500ml là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ cho đầy cái nước vào đây, đầy cái nước thêm vào đây các bạn nhé.
Và đây là cái phần nước mà mình múc ở ngoài bể cá của mình ấy, bây giờ mình đổ vào đây. Thì các bạn chú ý là khi mà đổ nước vào đây thì không nên đổ đầy quá. Mình chỉ đổ đến đây thôi, để cho cái khoảng, nó còn một khoảng trống để nó giãn nở cái chai này. Cho nước nó chảy ghê quá. Có tí nó lau thôi, nước chảy ghê quá. Chảy hết ra bàn này. Ui giời, lênh láng. Ok, mình đổ cái này thôi. Và bây giờ mình đậy kín. Và các bạn chú ý là khi mà chúng ta đã cho vào đây rồi thì chúng ta đậy, khi mà đậy nắp vào ấy, thì ta phải có một cái túi bóng để chúng ta siết thật chặt. Ta siết thật chặt vào đây. Rồi, ok các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ nói một cái cụ thể này. Thì bây giờ các bạn biết sao, khi mà cho đầy vào đây thì chúng ta phải siết chặt cái này, siết chặt cái nắp lại. Thì cái túi bóng này ấy, nó, các bạn cho vào bên trong, các bạn siết chặt lại để cho cái không khí nó không thoát được từ trong này ra ngoài và ở ngoài nó vào trong. Tức là luôn luôn đảm bảo cái này thật kín. Thì cái tại sao người ta gọi đây là gọi là vi sinh quang hợp hay gọi là vi sinh yếm khí. Tức là gì? Tức là không có không khí ở trong này thì mình vặn chặt như này để đảm bảo rằng không khí sẽ không ra mà không vào được. Nó hoàn toàn là bị cô lập bởi không có không khí vào trong. Cái thứ hai nữa là thì bây giờ mình làm được buổi tối thì sáng mai mình sẽ mang lên trên sân thượng mình sẽ phơi. Thì khi các bạn chú ý rằng cái điều này này, thì cái đây là vi sinh quang hợp, tức là nó cần một lượng ánh sáng mạnh trực tiếp từ mặt trời chiếu vào đây để cho nó quang hợp, để con vi khuẩn vi sinh này này nó quang hợp ánh sáng thì bắt đầu nó mới sinh sản và nó nhân giống ra được. Đấy, thì các bạn biết rằng cái chai này này nó có một cái vỏ, cái tem của chai la vi ấy, mình bóc ra rồi. Bóc ra để làm gì? Để cho nó ánh sáng nó đi vào đây một cách trực tiếp, nó không bị che chắn bởi một cái gì cả. Nên là ánh sáng sẽ vào đây một cách trực tiếp hơn. Đấy, thì cái thời gian của cái này là mình để khoảng 40 cho đến 45 ngày. Tùy vào cái tốc độ ăn của con vi sinh, ăn hết cái thức ăn ấy. Thì mình dự định là khoảng 40 cho đến 45 ngày. Thì tùy vào thực tế, trường hợp thực tế có thể nó kéo dài hơn một tuần hoặc là nó sẽ ngắn hơn một tuần, thì cái đấy phải phụ thuộc vào thực tế. Thì đối với cái màu, cái này của con vi sinh nó thành công ấy, thì nó sẽ là ra màu nâu đỏ, nhưng mà tùy thuộc vào cái nguồn nước của các bạn. Ban đầu bạn lấy, ví dụ như là bạn lấy nước ao nó khác, hoặc là nước trong hồ cá nó khác, hoặc là nước máy để bay hết phào lo nó khác, thì màu của nó cũng chỉ xê dịch như thế thôi, nhưng mà nó thiên về một cái màu nâu và màu đỏ các bạn nhé, dạng như là màu nho. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái màu gốc của nó này. Còn đây là cái màu mình đã nhân giống ra và nó nhạt nhạt, nó hồng hồng như này. Thì ngày mai nó sẽ chuyển dần sang là màu vàng 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 vàng. Và khoảng 40 đến 45 ngày sau thì nó sẽ trở thành cái dạng như thế này. Thì bây giờ trở đi từ ngày, thì khi mà các bạn phơi trực tiếp ở trên nắng, ở ngoài nắng ấy, thì các bạn chú ý cho mình hai điều. Thứ nhất là một ngày các bạn phải lên bạn sóc. Bởi vì để khi mà các bạn để như này nó lắng xuống, nó nắng lên. Thì buổi sáng sớm hoặc là buổi sáng các bạn lắc cái chai này một lần, lắc như này một lần. Đấy, rồi là buổi tối các bạn cũng lắc một lần, tức là ngày các bạn lắc hai lần cho mình, buổi sáng và buổi tối. Và các bạn cứ phơi trực tiếp, các bạn chọn cái ở chỗ vị trí nào mà nhiều nắng nhất, các bạn cứ phơi nó ngoài trực tiếp, nắng mưa kệ nó, cứ ngày này qua ngày khác 40 đến 45 ngày thì nó sẽ thành công. Và khi mà các bạn đã phơi ở ngoài nắng thì các bạn hạn chế mở cái này, đừng tò mò mở cái này ra nhiều nhé. Nếu mà tò mò thì mở một hai lần thì được, xong vặn chặt kín lại, đảm bảo là phải kín nhá, đừng để không khí vào trong. Và đừng có mở nhiều quá, mình hạn chế mở lắm. Ngày xưa mình tò mò, mình làm lần đầu tiên ấy, thì mình tò mò mình mở ra, nhưng mà sau này thì mình không mở nữa, mình cứ để nguyên đúng đến 45 ngày. Bây giờ mình sẽ ghi chú vào điện thoại cái ngày hôm nay mình làm, thì 45 ngày sau mình sẽ thu hoạch cái này, và lúc đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng khoảnh khắc, từng ngày, từng cái thời gian xem cái màu nó biến chuyển như nào. Ok, thì ngày sáng mai mình sẽ tiến hành mình phơi nắng các bạn nhé. Anh Bình Minh đã lên các bạn ạ. Đây các bạn nhìn xem không gian xung quanh này rất là trống. Đấy, một không gian như thế này thì đầy, rất là đầy đủ ánh nắng mặt trời, các bạn thấy không? Ok, thì đây mình đã chọn ra được một cái chỗ vị trí này, vị trí cái thùng này này các bạn này. Vị trí này là cái vị trí đón sáng nhiều nhất, thì các bạn thấy không? Đây là buổi sáng, ánh sáng mặt trời nó lên từ đây, nó sẽ chạy qua đây,
chạy qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, đến đây. Thì buổi chiều nó ở đây. Thì toàn bộ từ sáng cho đến tầm 4 giờ chiều thì ánh sáng nó đều có thể là ánh sáng chiếu nó vào đây được, các bạn nhìn này, các bạn nhìn xung quanh của mình, của cái vị trí này nhá. Đó. Với một cái vị trí này ấy thì các bạn nhìn xem, ánh sáng rất là nhiều luôn. Đó. Thì mình chọn cái vị trí này là cái vị trí nhiều ánh sáng nhất để mình đặt cái chai vi sinh này lên đây. Đó, các bạn thấy chưa? Và đây thì mình đã để xong cái tấm này lên đây các bạn ạ. À. Mình quay bên này cho đỡ ngược sáng, các bạn nhìn rõ. Đây. Đấy, thì cái tấm của mình đã để lên đây. Và bây giờ mình sẽ để cái chai vi sinh của mình lên đây. Đó, các bạn thấy chưa? Chai vi sinh đã được đón ánh sáng từ đây. Đấy, thì các bạn chú ý nhìn cho dùm mình này. Thì sau một ngày 24 tiếng ấy, các bạn sẽ để ý là ở phần dưới phía dưới này nó có một cái cấn. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái cấn là nhìn rõ chưa? Đó. Đây chính là cái cấn các bạn nhé. Cấn tức là thức ăn của vi sinh, là cái dung dịch mà hỗn hợp mà hôm qua mình đánh ấy. Trứng này, bột ngọt này và mắm nó sẽ đọng ở dưới này. Và các bạn đã nhìn thấy những cái này, đây là chính là những cái của cái vỏ trứng các bạn ạ. À, thì hàng ngày các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng gì? Nó là phần dưới này nó sẽ đọng cấn, phần trên này nó rất là trong. Thì các bạn đừng nghĩ nó là hỏng nhé các bạn, đừng nghĩ là vi sinh hỏng. Mà chính vì nó phân ra làm hai tầng như thế nên là một ngày chúng ta phải lắc lên hai lần, đó là một buổi sáng và một buổi tối. Các bạn đều phải lắc lên để cho cái thức ăn này nó đều lên để cho con vi sinh nó ăn được. Đấy. Thì các bạn bây giờ đây là ngày đầu tiên mà mình phơi nắng, và 45 ngày sau thì mình sẽ thu hoạch cái sản phẩm vi sinh này. Thì hôm nay thì nó hơi hồng hồng các bạn thấy không? Bởi vì mình cho là dư lượng vi sinh gốc ấy. Đáng nhẽ mình cho một chai 500ml thôi, nhưng mà mình cho nó nhiều hơn một chút. Thì bây giờ nó hồng hồng các bạn thấy chưa? Đấy, hồng hồng như này thì cỡ khoảng nó biến đổi màu theo từng ngày. Thì một vài ngày nữa thì nó chuyển sang là mình nghĩ nó sẽ chuyển sang màu cam cam vàng vàng và trắng trắng. Sau đó nó khi mà vi sinh nó bắt đầu nó sinh sản thì bắt đầu nó sinh sản mạnh ấy, thì nó lại trở lại hồng như này, và bắt đầu lúc đó nó sẽ trở thành gần đến cái màu mà rượu nho, màu mắm tôm ấy các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xóc lên. Thì đây các bạn thấy không, đây là cái trắng trắng nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xóc nó lên cho các bạn xem. Và sau đây các bạn nhìn này, đây là thức cấn này, đây là ở trên này trong, trên này đục. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó con vi sinh nó ăn đều được, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình xóc lên. Đây là buổi sáng nên mình xóc một lần, các bạn nhìn nhé. Ok, thì mình đã sóc nó lên rồi và thức ăn nó lên đều rồi. Thì ánh sáng khi mà ánh sáng mặt trời nó chiếu vào đây thì nó sẽ, con vi sinh nó sẽ quang hợp. Và khi mà nó quang hợp thì bắt đầu nó mới tiến hành nó ăn những cái chất ăn này và nó sinh sản để nó tạo, nó đẻ ra rất là nhiều các vi sinh con. Và từ đấy thì chúng ta sẽ có một chai vi sinh cực nhiều. Ok, thì hàng ngày mình đều làm công tác này. Và hàng tuần, hàng tháng và cứ đến khoảng 1 tháng rưỡi, và nó cứ cái chai này cứ nằm im đây 1 tháng rưỡi, không nhúc nhích đi đâu cả. Trời mưa hay trời nắng cứ để cho nó nằm im ở đây. Mưa cũng không sao, không có ánh sáng mặt trời cũng không sao, về buổi đêm cũng không sao. Chỉ cần ban ngày có ánh sáng mạnh vào đây là nó quang hợp. Khi nào nó có ánh sáng mạnh vào đây nó quang hợp thì nó sẽ ăn và nó sinh sản. Ok, thì các bạn hãy xem những từng ngày mình trải nghiệm, rồi mình ghi lại cho hình cho các bạn xem cái sự chuyển biến màu của nó như thế nào nhé. Và ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại cái công tác này cho đến khi mà thành công thì thôi. Ok. Thưa các bạn, thì tối hôm qua mình đã làm một mẻ vi sinh rồi. Nhưng mà mình nghĩ lại là đằng nào cũng tốn một cái công sức. Mình một ngày lắc hai lần cũng như là chăm sóc một lần luôn. Thì mình quyết định là làm thêm một mẻ nữa. Tức là mình làm thêm hai, mình làm tất cả là hai mẻ. Thì tối hôm qua mình làm một chai này và bây giờ mình sẽ làm một chai này nữa. Nhưng mà có hai chai này có một cái sự khác nhau. Đó là cái chai tối hôm qua thì mình lấy cái nước ở trong cái hồ cá mình làm. Và ngày hôm nay chai thứ hai thì mình sẽ lấy cái nước mà nước ở trong cái nước máy để bay hết flo. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đưa cái nước đó vào đây để cho các bạn xem. Bởi vì mỗi một cái nguồn nước nó sẽ khi mà vi sinh hoàn thành đấy, ra được cái sản phẩm vi sinh cuối cùng ấy, thì mỗi một cái nguồn nước nó sẽ cho chúng ta một cái màu khác nhau. Có những cái nguồn nước thì nó làm cho cái màu vi sinh của chúng ta đỏ đậm, có những cái nguồn nước thì làm cho vi sinh của chúng ta màu đỏ hồng các bạn nhé.
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái nước nước thủy cục vào đây và sẽ làm tương tự giống như hôm qua, và mình sẽ lên mình phơi ở trên sân thượng để cùng tốn một công làm được hai chai dùng cho nó sướng các bạn ạ. Ok, thì đây là cái nước máy mà mình đã chứa ở trong cái xô này từ ngày hôm qua, thì ngày hôm nay này nó bay hết phở lo rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái nguồn nước máy để mình làm nha các bạn. Thì cái vi sinh mà mình vi sinh gốc mà vừa rồi mình cho vào cái chai để mình nhân ra, thì ngày trước kia thì mình lấy cái nước của cái hồ ngoài trời này, cái nguồn nước ở ngoài trời này, chính cái hồ này luôn, mình lấy cái nước này mình làm nó ra vi sinh đó. Đấy, thì tối hôm qua mình đã làm vi sinh bằng cái nguồn nước của trong hồ chính của mình. Thì bây giờ ngày hôm nay chai thứ hai mình làm bằng nguồn nước của cái nước máy này luôn các bạn. Đây chính là cái nước mà mình đã khử và lo rồi các bạn nhé. Đây là cái chai mà cơn sáng mình để lên đây. Chai này mình làm từ hôm qua. Còn chai này, chai này mình vừa mới làm xong đây. Vi sinh cực kỳ nhiều các bạn ơi. Sướng, 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 quá sướng. Đây là cái chai mình tóm tắt lại các bạn nhé. Thì bây giờ mình cũng chú ý luôn, đây là cái màu xanh. Đây là xanh lá cây, xanh da trời. Thì cái chai này mình làm từ tối hôm qua. Thì nguồn nước nó là nguồn nước của trong hồ cá. Đấy. Còn thằng này, chai xanh da trời này thì nguồn nước là nguồn nước thủy cục để bay phlo. Thằng này thì châm nhiều vi sinh hơn, hơn nửa chai. Thằng này tầm khoảng 700ml vi sinh gốc. Còn thằng này thì khoảng 500ml vi sinh gốc. Xem cái kết quả nó như thế nào các bạn nhé. Thì mình đánh dấu rồi, đây rồi. Đây là cái chai đầu tiên thì là xanh da lá cây, chai thứ hai thì xanh da trời. Và các bạn thấy không, ánh sáng này, ánh nắng bây giờ đang tầm khoảng 9 giờ sáng thì ánh nắng nó đang chiếu vào rất là gắt đó. Thì hai chai này thì cái chai này cơn sáng mình có lắc đó các bạn thấy không. Đây quay bên này cho các bạn nhìn rõ. Đây cơn sáng mình có lắc này, thì bây giờ cơn nó lại động không đây, thức ăn nó lại động không đây, nhưng mà nó vẫn cứ còn phần đục trên này, thì bây giờ nó đang ăn đấy các bạn ạ. Còn chai này thì mình mới làm xong, thì các bạn nhìn thử hai cái màu xem, màu này nó nhiều vi sinh gốc hơn, nó sẽ đỏ đậm hơn, nó hồng đậm hơn. Còn thằng này hồng nhạt hơn đó. Thì mình nghĩ rằng chắc chắn thằng này cái thời gian nó hoàn thành sẽ sớm hơn thằng này các bạn nhé. Một buổi chiều rất mát mẻ các bạn ạ. Đây thì không gian của bên chỗ mình thì bây giờ nó vừa rồi nó mới mưa, buổi chiều nay mưa rất là to. Các bạn nhìn này, đấy, hai siêu phẩm của chúng ta vẫn nằm im đây. Thì một ngày chúng ta lắc hai lần. Thì các bạn chú ý là bây giờ là buổi chiều, ngày hôm nay ngày chủ nhật nên mình ở nhà mình sẽ lên đây mình sóc cái này nó sớm hơn. Thì ok, xin mời các bạn xem mình sóc buổi chiều nhá. Buổi sáng làm rồi, buổi chiều làm tiếp. Thì một ngày các bạn làm cho mình hai lần như vậy. Và đây các bạn ơi, đây là chai thứ nhất, là chai này là chai đầu tiên. Các bạn có thấy cấn nó động ở dưới không? Ok, thì đây là mình một lần thứ hai trong một ngày mà các bạn ạ. Mình sẽ sóc nó lên. Chai và chai thứ hai, các bạn thấy không, nó rất là trong, ở phía trên này rất là trong, ở dưới này là đục. Ok, vậy là mình đã sóc lọ xong, à quên, sóc chai sóc chai chứ không phải sóc lọ các bạn. Thì vừa rồi mình đã sóc hai cái chai này xong, thì một ngày các bạn làm cho mình hai lần như vậy, ngày nào cũng vậy, và đến 40 đến 45 ngày các bạn làm y chang như vậy là đảm bảo sẽ thành công. Đấy, hai chai siêu phẩm của mình đây. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì trời mưa nên là nó không có ánh nắng, đấy là một cái rất là thiệt thòi cho hai cái chai này.
nếu như mà được nắng từ sáng đến chiều ấy, thì là rất là ok. Nhưng mà hai chai này của ngày hôm nay thì đúng là mùa mưa, nên là ngày hôm nay thì chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu vào đây buổi sáng thôi, đến tầm khoảng 3-4 giờ thôi, tầm 5 giờ là nó mưa rồi các bạn. Không gian các bạn nhìn xem xung quanh, trời âm u, trời mưa các bạn. Ok, thì mỗi một tuần mình sẽ cập nhật cho các bạn một cái những cái hình ảnh về hai chai này để xem cái sự phát triển màu của nó như thế nào nhé. Xin mời các bạn hãy đón xem từng tuần một của mình và xem kết quả của nó ra làm sao. Ok. Một tuần đã trôi qua các bạn ạ. Một tuần chúng ta lại đến với em Vi Sinh Quang Hợp, Vi Sinh Yếm Khí, xem mà em đấy tình hình như thế nào các bạn. Đây là khung cảnh của em đấy một tuần sau khi mình tại đây. Đang ngâm nó em nó ở trên này. Và đây, tàng tàng tàng, thưa các bạn, đây chính là hai chai vi sinh và mình đã làm từ tuần trước, thì ngày hôm nay là đúng một tuần, 7 ngày các bạn. Thì các bạn thử nhìn xem cái màu nó như thế nào. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng nhé. Đó, bạn thấy không, quá tuyệt vời. Sau đúng một tuần thì bây giờ các công tác của mình là chuẩn bị, mình sẽ sóc lên đều đặn là một ngày hai lần, giống như là đợt trước đấy, giống như là hàng ngày mình làm ấy. Thì bây giờ mình cho các bạn xem nhé. Đây là hai cái màu, thì khi mình lắc lên thì nó sẽ như thế nào. Khi mình lắc lên ấy thì cái thức ăn này nó sẽ đều lên và nó sẽ trở thành cái màu giống như là màu sữa các bạn. Đấy, thì khi nào mà vi sinh của các bạn mà lắc lên ấy, nó không còn màu sữa nữa mà nó màu hồng hồng, màu vẫn hồng hồng như thế này, thì là lúc đó oxet là vi sinh thành công nhé các bạn. Này các bạn nhìn thấy không, nó bọt này đấy. Thì vừa rồi ấy, ở trên mạng ấy thì có mình, khi mà mình đăng lên YouTube đấy, một số cái vấn đề về vi sinh của mình ấy, thì có một số bạn ấy là đang thắc mắc là vẫn chưa phân biệt được là vi sinh yếm khí là như thế nào. Thì xin giới thiệu ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích rõ và chi tiết hơn để cho các bạn hiểu được vi sinh yếm khí là vi sinh như thế nào. Thì thưa các bạn, có một số cái ý kiến của các bạn đó, thì các bạn lúc mà mình nghe thông tin thì bạn ấy chia sẻ là cái vi sinh mà yếm khí là một cái loại vi sinh gì đó mà mắc tiền, là một cái vi sinh gì mà sản xuất tại Mỹ gì đó. Thì mình cũng không rành, nhưng mà mình thấy là bạn ấy đề cao rất là cao cái vi sinh yếm khí đó. Thì thưa các bạn, đây chính là vi sinh yếm khí này. Mình không biết Mỹ hay là ở đâu, hay là Lào hay Campuchia gì mình không biết, nhưng mà ở đây là Make in Việt Nam, do chính tay mình làm ra. Thì đây nó chính là vi sinh yếm khí nhé các bạn. Thì vi sinh đây là tên của nó là chính là vi sinh quang hợp PSB. Chính thức nó là PSB. Tên gọi là cùi bắp của nó thì nó chính là vi sinh yếm khí hay là vi sinh quang hợp. Đấy, cái tên được tựa đề của nó đã nói lên được cái vi sinh rồi. Ví dụ như là vi sinh yếm khí thì như thế nào là vi sinh yếm khí, thì các bạn nhìn này. Tại sao mà mình đậy cái nắp này lại mà mình vẫn phải bọc cái giấy bóng này? Tác dụng để làm gì? Cái giấy bóng này ấy, mình muốn để nó ngăn chặn không cho không khí ở trong này và ở ngoài nó đi qua lại với nhau. Tức là mình không cho cái không khí ở bên ngoài tràn được vào trong này. Đấy. Thì trong một quá trình thời gian ấy, thì con vi sinh này nó ăn, nó tái tạo, nó sinh sản ấy. Thì nó ăn thì nó sẽ hết cái lượng không khí và oxy ở trong này, nên là ở trong này giống như là một dạng chân không đấy, nó không còn là không khí giống như ở ngoài nữa. Thì cái con vi sinh này nó phát triển và nó sinh sản càng ngày nó càng tăng lên và nó càng mạnh lên, nó càng đông lên là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất đó là yếu tố ánh sáng luôn luôn được phơi, người ta gọi đó là ánh sáng quang để con vi sinh này nó quang hợp. Yếu tố thứ hai đó là yếm khí là không cho không khí ở ngoài vào trong cả một quá trình nó sinh sản và nó sống là khoảng hơn một tháng các bạn nhé. Dựa trên cái cơ sở mà nó sinh sản như thế, người ta mới gọi là vi sinh yếm khí, là ý chỉ ám chỉ là cái con vi sinh này nó sống sinh sản ở trong môi trường không có không khí nha các bạn. Thứ hai, nó được gọi là vi sinh quang hợp là bởi vì nó sinh sản và phát triển mạnh ở đây. Ngoài cái việc mà không có không khí ở trong này thì nó còn một yếu tố, đó là dùng ánh sáng mặt trời trực tiếp vào đây để nó quang hợp. Thì hai yếu tố ấy cộng lại với nhau thì nó mới sinh sản và phát triển. Thì từ đó, hai cái ngôn từ đó nó được đặt tên cho cái loại vi sinh đó là vi sinh quang hợp, hay người ta gọi là vi sinh yếm khí, hay người ta gọi là vi sinh PSB. Thưa các bạn, đó là cái bản chất của cái vấn đề vi sinh. Thì các bạn nào không biết thì các bạn tìm hiểu kỹ lại, còn mình giải thích là như vậy.
thì thưa các bạn, mình dễ lấy dẫn chứng cho các bạn xem được là cái hoạt động của nó như thế nào. Thì thưa các bạn thử lấy để ý xem, khi mà ở trong cái hồ cá của các bạn, khi các bạn đổ vi sinh vào thì đây là một con vi khuẩn. Thì theo lẽ thường tình ấy, thì con vi khuẩn nó phải là sống, sinh sản, càng ngày nó càng phải sinh sản lên, đúng không? Nhưng mà tại sao mà khi mà mình đưa vào hồ lúc đầu tuần và cuối tuần thì cái hàm lượng vi sinh nó lại không còn nhiều như lúc ban đầu, mà nó lại chết dần. Mà các bạn thấy không? Ở đây nó càng ngày nó càng nhiều lên, chứ không bao giờ nó càng ít. Đấy, ở đây nó sẽ tỷ lệ thuận với thời gian càng tăng thì nó cái mức độ cái con này nó càng nhiều. Đấy. Thì còn cái tốc độ phát triển của nó như thế nào thì tùy thuộc vào từng giai đoạn các bạn nhé. Rồi. Còn trong hồ của mình thì sao? Trong hồ của mình thì nó lại phát triển theo một cách không phải là tỷ lệ thuận mà là tỷ lệ nghịch. Thời gian càng kéo dài thì lượng vi sinh càng giảm xuống. Tức là ban đầu ở đầu tuần đấy mình châm vi sinh vào thì trong hồ của bạn lượng vi sinh rất là đông và nhiều và mạnh. Nhưng mà về cuối tuần, thời gian càng dài ra thì cái lượng vi sinh càng yếu, càng giảm đi. Vì sao lại vậy? Bởi vì ở trong thời không gian yếm khí như thế này thì nó mới phát triển mạnh, nó mới sinh sản đông. Còn ở một cái môi trường mà không yếm khí, tức là khi mà mình cho vào hồ rồi ấy, thì nó là một cái môi trường oxy, nó là một môi trường có không khí. Đó, thì lúc đó con vi sinh nó chỉ có sống và nó làm việc thôi, chứ nó sinh sản không có nhiều. Đương nhiên là nó cũng sinh sản nhưng mà sinh sản không nhiều. Đấy, nó chỉ có ăn và làm việc. Thì khi các bạn đổ vào ấy, tốc độ của nó phá, nó ăn rất là ghê. Đấy, thì khi mà cho vào trong hồ các bạn thì để ý xem. Đấy, từ khi mà đầu tuần cho đến cuối tuần và thậm chí là cuối tháng, nếu các bạn không châm định kỳ lại nhá, thì coi như là vi sinh của bạn giảm xuống đáng kể. Thì lúc đó các bạn nhìn xem chất nước của các bạn cực kỳ là xấu nếu như không có vi sinh. Những cái gì mình dùng và những cái gì mình trải nghiệm và đúng sai như thế nào mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn đánh giá một cách chính xác nhất. Bởi mình không phải là buôn bán cái gì cả, nên là mình cũng không cần phải nói hay hay là nói dở. Mình là một người chơi đam mê. Mình đam mê như thế nào, mình trải nghiệm cái này nó đúng thì mình chia sẻ là cái này đúng để các bạn tham khảo và phát huy. Còn nếu mà mình trải nghiệm mà thấy cái này sai, mình chia sẻ cho các bạn để thấy được là đây là cái nhược điểm. Thì khi các bạn chơi đam mê, các bạn đừng có dính vào những cái sai đó. Và sau đây thì mình sẽ sóc cái chai này lên để cho các bạn xem cái màu nó như thế nào. Các bạn nhìn thấy ánh sáng không? Ánh nắng mặt trời nó chiếu này. Đấy, ánh nắng như này rất là đã. Và đó là với một cái ánh nắng như này thì mình làm vi sinh mình cảm thấy rất là sướng. Các bạn nhìn thấy nó chiếu trực tiếp vào đây này. Ok, bây giờ mình lắc lên cho các bạn xem nhé. Và các bạn thử nhìn xem có một cái sự khác biệt gì không. Đó, khi mà mình chưa sóc lên này thì màu vi sinh của nó là màu này. Đây là chính là màu vi sinh nha các bạn. Đó, đây là màu thức ăn. Thì khi mà sóc lên các bạn này, thức ăn nó lên đều. Đó, nó sẽ màu trắng sữa, màu sữa sữa. Đấy, hồng hồng hơn chứ nó không được là đỏ như thế này nữa. Thì khi mà các bạn chú ý nhá, khi mà sóc lên như thế này mà cái màu của nó ngà ngà kiểu như thế này thì là chính là lúc đó là thức ăn nó hết rồi. Còn nếu mà màu trắng này thì thức ăn nó vẫn còn nhiều. Thức ăn vẫn còn nhiều thì các bạn vẫn phải để cho nó yếm khí, vẫn phải để cho nó quang hợp, để cho nó ăn hết cái thức ăn này đi. Nó chỉ còn lại vi sinh ở trong này thôi. Đó, mai mốt nó chỉ còn như này thôi. Còn nếu mà sóc lên mà như thế này thì chưa ăn hết này. Ok, bây giờ mình tiếp tục sóc chai kia lên. Rồi, mình đã sóc hai chai xong. Đấy, thì các bạn ngày nào cũng làm như vậy, buổi sáng một lần và buổi chiều một lần. Cứ như vậy cho mình đến khoảng hơn một tháng. Nếu như mà vi sinh mạnh nhiều thì sẽ tốc độ của nó sẽ nhanh hoàn thành, mà yếu thì các bạn nó sẽ phải lâu thời gian hơn. Thì các bạn nhìn này, ánh sáng mặt trời cực chói chang đúng không? Nhìn ánh nắng này rất sướng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nó chiếu này. Phơi 24/24 ở trên này. Nắng mưa kệ nó. Miễn sao là có ánh sáng, và đặc biệt ánh sáng mạnh như thế này thì càng tốt. Các bạn chú ý nhá. Nếu như các bạn cái chỗ này này, các bạn để thấp xuống ấy, và cái lượng không khí trong này nhiều ấy, mà cái chai này nó không được cứng lắm ấy, thì các bạn sẽ thấy được một cái hiện tượng như này. Con vi sinh này nó trong quá trình sinh sản ấy, nó hút hết cái không khí ở trong này, oxy trong này. Thì trong này hoàn toàn là chân không, thì bắt đầu là cái chai này có hiện tượng nó móp lại.
nó móp lại nhá. Các bạn biết hình dung là ở trong này nó bị rút không khí, giống như là nó bị rút không khí ra ấy, thì nó cái này cái chai này nó sẽ móp lại. Đấy, móp lại. Thì và khi các bạn mở cái chai cái nắp này ra thì bắt đầu không khí nó tràn vào, nó xì cái nó tràn vào thì cái chai này nó lại căng ra. Đó. Thì đó là hiện tượng mà ở trong này không có không khí. Đấy, dễ để cho các bạn dễ hình dung. Còn cái chai này của mình ấy ở trên này nó rất là cứng, nó không thể móp được. Bởi vì càng lên đây, càng dưới này thì cái chai nó càng rộng thì cái nhựa này nó càng yếu thì nó dễ móp. Còn ở trên này ấy, càng lên chỗ phần nhỏ thì cái phần này càng cứng nên là khó móp. Để mà móp được ấy, thì nó phải giống như là hút cực mạnh, cái áp lực cực mạnh các bạn. Nên là chỗ này nó chưa móp được đâu. Đấy, có thể là một nửa tháng nữa thì bắt đầu chỗ này nó mới mút thật mạnh thì chỗ này nó mới hóp được. Còn nếu như các bạn mà để ít nước đến đây ấy, mà chị này ấy, thì đảm bảo những chỗ này sẽ hóp này. Hoặc là để mà dễ hình dung nhất, các bạn làm vi sinh ở cái chai đây là chai 5 lít nhá. Các bạn làm ở một cái chai mà 1 mét lít rưỡi đấy thì cái một chai la vi mà lít rưỡi thì nó rất là mỏng, thì nó các bạn sẽ thấy được rõ ràng cái vấn đề đó luôn. Sau một tuần thì mình thấy cái màu của nó, cái màu mà khi mà chưa sóc lên ấy, khá là ok. Màu đó là vi sinh đang phát triển rất tốt. Đấy, và khả năng thành công rất là cao. Đến hẹn lại lên các bạn ơi. Đây là vi sinh. Và thưa các bạn, đã trải qua 2 tuần. Thời gian là 2 tuần để tạo ra cái con vi sinh này. Thì từ lúc làm cho đến bây giờ là đúng 2 tuần nha các bạn. Thì các bạn xem này. Đây là hai chai vi sinh của mình, thì lúc này là mình chưa có sóc cái chai này lên. Thì các bạn nhìn xem cái màu nó rất là tuyệt vời. Đây là một cái màu rượu nho, màu mắm tôm. Màu này với một cái thời gian là 2 tuần thì nó lên được một cái màu như thế này là khả năng thành công rất là cao. Và các bạn nhìn xem này, ở dưới đáy này thức ăn của nó vẫn còn này ha, trắng nó phân tầng này, này thức ăn. Còn đây, từ đây đến đây này lên vi lại là vi sinh các bạn nhé. Vi sinh đó, đậy vi sinh này. Còn thức ăn này, đó. Thì vừa rồi đây, mấy ngày tuần vừa rồi ấy, dạo này từ khi mình làm vi sinh ấy, và đúng mùa mưa nên là ngày nào cũng mưa. Các bạn nhìn bây giờ là 9 giờ sáng rồi đấy, mà trời âm u này, không ánh nắng không có luôn. Ánh nắng không có mà nó rất là đen đen bầu trời đấy. Nhưng mà như thế này thì nó vẫn quang hợp được. Nhưng mà nếu mà thật sự mà có ánh sáng mạnh ấy thì tốc độ của nó phát triển còn nhanh hơn nữa. Mà ánh sáng âm u như thế này thì nó phát triển như thế này cũng khá là ok rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử sóc cái chai này lên xem các bạn so sánh như thế nào nhé. Thì các bạn chú ý là các bạn xem ở cái đầu clip cái màu nó như thế nào, và cái tuần thứ nhất cái màu nó như thế nào, và bây giờ tuần thứ hai cái màu nó như thế nào, thì các bạn sẽ so sánh được cái khoảng mô đun thời gian là một tuần một. Mình sẽ làm clip từng tuần một, và các bạn hãy so sánh cái màu của nó phát triển như thế nào. Chắc chắn ngày hôm nay màu nó sẽ đậm hơn. Đây là lúc mà mình chưa có sóc lên nhá. Còn bây giờ mình sẽ sóc lên cho các bạn xem. Nó sẽ màu trắng sữa. Nhưng mà màu trắng sữa của ngày hôm nay nó khác với màu trắng sữa của tuần trước. Xin mời các bạn cùng xem. Và đây các bạn thử thấy không? Đây là cái chai mà mình vừa lại mới sóc xong. Còn cái chai này là chưa sóc. Đấy, chai này các bạn thấy cấn được là cái thức ăn của nó ấy, nó được phân bố đều lên. Còn bên này thì sao, vẫn còn nguyên, thì các bạn nhìn so sánh cái màu này. Đó, nó cũng không có lệch nhau quá nhiều. Đấy, khi mà các bạn sóc lên nhá, mà cái màu này của nó mà nó được như thế này là lúc đó thức ăn nó coi như là gần ăn hết rồi các bạn. Đây, các bạn thấy không, so sánh cái màu nó cũng tương đồng nhau một chút. Đấy, cái màu khi mà sóc lên này, nó màu nó cũng chuyển sang màu hồng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái sóc lên cái chai này. Rồi, mình đã sóc hai chai xong các bạn. Thì các bạn xem thấy không, khi mà hai chai sóc lên thì màu nó cũng khá là giống nhau. Thì các bạn biết sao mình chia sẻ các bạn một cái điều quan trọng như thế này. Ví dụ như ngày nghỉ của các bạn ấy, nếu như mà cái chai này ấy, mà trời giữa trời nắng ấy, các bạn sóc càng nhiều. Tức là ví dụ như là nửa tiếng các bạn sóc một lần hoặc một tiếng các bạn sóc một lần, thì nó cái cường độ mà cái thời gian ấy nó hoàn thành ấy, nó sẽ sớm hơn. Bởi vì sao?
Bởi vì khi các bạn mà không sóc ấy, thì cái thức ăn nó chìm, nó đọng ở dưới này này. Trên này là vi sinh, thì cái con vi sinh nó chỉ ăn được cái lớp mặt của cái thức ăn thôi. Còn ở phần dưới nó rất là khó ăn. Đương nhiên nó cũng ăn nhưng mà nó rất là khó. Nó chỉ ăn được cái lớp mặt thôi. Nhưng mà khi mà các bạn sóc đều lên như thế này ấy, thì cái thức ăn và cái con vi sinh nó được quẹn với nhau. Thì cái diện tích mà tiếp xúc giữa con vi sinh với cái thức ăn ấy, nó được nhiều hơn. Thì con vi sinh nó sẽ ăn nhiều hơn. Thì con nào nó cũng được ăn thì cái tốc độ ăn của nó là sẽ được nhiều hơn. Còn nếu như mà các bạn mà ví dụ của mình đây không có thời gian, ngày thường ấy mình đi làm thì sáng mình sóc một lần, tối mình sóc một lần đấy, thông thường nó thế. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chủ nhật mình được nghỉ thời gian thoải mái ấy, thì cứ thỉnh thoảng mình lên mình sóc một lần. Từ lúc mà mình làm đến giờ mình chưa mở cái nắp này ra đâu nha các bạn. Vẫn để không khí không được lọt trong này đâu. Thưa các bạn, đây là sản phẩm vi sinh của chúng ta được 3 tuần các bạn nhé. Thời gian từ lúc làm cho đến bây giờ là 3 tuần. Thì các bạn nhìn xem, đây là màu nó rất là chuẩn luôn, đây là chuẩn chỉ luôn. Các bạn nhìn quan sát kỹ này. Đấy, đây là màu vi sinh thành công nha các bạn. Thì bây giờ để biết thành công hay không thì mình sẽ cho các bạn so sánh giữa cái màu của hai cái chai này với cái màu của vi sinh gốc. Tức là cái màu mà ngày xưa, cái lúc mà ban đầu clip ấy, mình đổ cái vi sinh gốc vào trong này này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn so sánh xem là cái màu của nó phát triển. Đây là cái màu nhá, của hai chai phát triển so với cái màu vi sinh gốc như thế nào. Thì thưa các bạn, trong cái đợt trước, mấy đợt trước mình làm ấy, thì là đúng vi sinh của nó là đúng, mình làm khoảng 5 tuần, tức là 35 ngày. 35 ngày thì nó mới đạt được như thế này. Nhưng mà cái mẻ vi sinh này của mình thì làm đúng 3 tuần thôi, mới được 3 tuần này. Vậy là tiết kiệm được 2 tuần. Đấy. Đáng nhẽ những lần trước là 2 tuần sau nó mới thành công, nhưng mà đợt này thì đây là 3 tuần nó đã được như này rồi. Tại sao mình biết được nó như này là gọi là thành công? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem so sánh giữa cái màu của hai thằng mà mình đang làm đây với cái màu gốc của nó như thế nào. Tèng tèng tèng, xin mời quý vị các bạn hãy xem đây. Đây chính là hai chai vi sinh gốc đây. Mình lấy ra đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Đây chính là hai chai vi sinh mà mình đã làm từ mẻ trước và mình đã dùng gần hết rồi, chỉ còn hai chai này thôi. Thì hôm bữa mình lấy hai cái chai nhỏ để mình cho vào đây. Đó, thì đây nó cũng là hai cái chai nhỏ đó là cùng đợt mình làm vi sinh cùng với bọn này. Đấy. Thì các bạn nhìn xem, đây là vi sinh gốc này. Đây là vi sinh gốc nha. Đấy, còn đây là hai chai mà mình đã làm này trong được 3 tuần đấy. Thì màu nó hoàn toàn giống nhau. Các bạn thấy không? Chai này ấy, thì mình cho lúc mà mình đầu mình làm ấy, thì là vi sinh nó mình cho nhiều hơn một chút, chai này ít hơn một chút. Và chai này thì lấy nước nguồn của nó là từ cái nước lọc. À, từ cái nước máy để phơi đã nguội phở lo nhá. Đã bay hết phở lo. Còn cái chai này ấy, là nguồn nước lấy từ trong hồ cá lớn của mình. Đấy. Thì nó cũng không chênh lệch nhau nhiều. Các bạn thấy không? Không chênh lệch nhau nhiều. Ok, thì clip này mình sẽ kết thúc cái việc mà sản xuất vi sinh tại đây. Bởi vì mình thấy cái màu như thế này, nó thành như này thì nó giống như là màu gốc, thì mình thấy là nó đã thành công rồi. Các bạn thấy không, thức ăn của nó này, nó không còn cái màu trắng sữa nữa. Không còn trắng màu trắng sữa nữa. Nó không còn như cái đoạn đầu của clip đấy các bạn thấy không. Nó đã ăn gần hết rồi. Nhưng bây giờ mình vẫn còn hai cái chai này. Mình vẫn còn đang hai chai này. Nên là để mình, bây giờ mình sẽ dùng hết hai chai này. Thì cái thời gian đó thì mình vẫn cứ để hai cái chai này ở trên này. Bởi vì mình cũng chả cần vội vàng gì cả. Nên là mình cứ để đây để cho nó ăn triệt để đi. Đấy, cứ để cho ăn triệt để. Còn đến tại thời điểm này thì thưa với các bạn, hai chai này đã là thành công tốt đẹp 100% rồi nhá. Vi sinh đã rất là giàu vi sinh. Thì các bạn thấy không, cái nguồn vi sinh ấy, vi sinh gốc của mình ấy, nó rất là mạnh khỏe và nó rất là giàu luôn và đậm đặc luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những đợt trước mình làm ấy thì đến tận 5 tuần mình mới thành công. Còn đợt này hai chai này mình làm mới được có 3 tuần. Đó. Thấy tuyệt vời không? Thì clip này mình sẽ đóng tại đây và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đăng cho các bạn để chia sẻ cho các bạn. Sắp tới thì mình sẽ làm một clip tiếp theo, đó là cái clip mà khi mà mình dùng hết hai chai này xong thì bắt đầu hai chai này mình sẽ đong ra nhỏ như thế này, đong ra những cái chai nhỏ như thế này và mình sẽ làm một cách để bảo quản, làm sao để bảo quản cho những cái chai vi sinh của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn sống mạnh mà không bị chết dần đi, để khi mà vào cái hồ cá của chúng ta, chúng nó ăn rất là mạnh luôn.
thì cái clip đó, cái clip sau này này, clip mà làm bảo quản ấy, thì mình sẽ để ở dưới link của clip ngày hôm nay. Đấy, và những cái clip mà liên quan đến vi sinh thì mình để ở dưới phía dưới các bạn nhé. Các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy được những cái clip liên quan, hoặc là trong quá trình bạn xem mà gần đến kết thúc ấy thì nó có những cái video nó xuất hiện lên ấy, thì đấy là mình làm cho gợi ý cho các bạn là những cái clip liên quan, thì các bạn nick vào đấy để các bạn tham khảo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm những mẻ vi sinh thành công tốt đẹp, để dùng thật là thoải mái và trải nghiệm đam mê thật cháy bỏng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.